tất cả mọi người, chào các bạn. Ngày hôm nay Nguyên đang được ngồi cạnh với khách hàng của Viện Thẩm mỹ Korea, chị Thắm. Chị Thắm đã đến với Viện Thẩm mỹ Korea và ban đầu chị lúc đó là chị bao nhiêu cân chị Thắm? Chị 69 cân. 69 kg, mọi người nhìn thấy chị Thắm với tình trạng mỡ như thế nào ạ? Rất là nhiều, đặc biệt là phần bụng và phần vai, đúng không ạ? Và vai bắp tay, thế nhưng mà cái ảnh này nó là cái ảnh thẳng cho nên là chưa lộ nhiều cái vùng vai và vùng bắp tay. Nhưng mà chị Thắm có thể bây giờ chị Thắm có thể đứng lên để cho mọi người thấy được cái vóc dáng của chị hiện tại đến bây giờ được không ạ? Hiện chị có thể chia sẻ với mọi người là hiện tại đến bây giờ là chị Thắm giảm được bây giờ là còn bao nhiêu cân? Giảm được bao nhiêu? Mình bây giờ thì còn cân ở nhà thì được 56 cân, nhưng xuống đây thì là các bạn cân vừa lấy cân là được có 55 cân 6, tức là mình giảm được 13 cân rưỡi, 13,5 kg. Và một cái điều đặc biệt là bản thân ngày hôm nay rất là vui. Đây, chị có thể nghiêng cho mọi người xem ạ. Đấy, mặc một cái chiếc váy ôm rất là đẹp rồi. Thực ra là Nguyên lúc nãy con đi tìm lại ảnh, xin ngồi đi ạ. Con đi tìm lại ảnh của chị mà đứng mãi tìm mãi hoặc là không thấy ảnh của chị đâu. Bởi vì là nhìn mãi không nhận ra chị nữa. Bây giờ ngày hôm nay chị có thể chia sẻ với mọi người về cái quá trình làm giảm béo tại Viện Thẩm mỹ Korea. Thì cái quá trình đào thải của chị như thế nào và bản thân chị thấy cái sự thay đổi của mình như thế nào ạ? Khi mình đến với Korea thì mình ban đầu cũng rất là băn khoăn, nhưng mãi sau rồi mình cũng cố gắng đặt niềm tin một lần để gửi với tới tất cả mọi người ở đây, thì là sau khi mà mình cấy thể chất xong thì đào thải ban đầu nó mỡ nó rất là đen, và sau khi hết cái mỡ đen đó thì nó chuyển sang mỡ màu vàng mà nó hôi. Để mà được cái hình dáng như thế này thì thực ra là mình rất là cảm ơn tất cả các chuyên viên ở đây, cũng như là cái sự nhiệt tình của ông xã mình ở nhà rất hay là quan tâm đến mình và cũng là massage cho mình để được cái thành quả bây giờ. Hôm nay là anh đi cùng chị đây mà. Đang lúc mà khi mà chị giảm đấy là anh hỗ trợ chị nhiều anh. Anh nói đi, anh chia sẻ với em mà. Hôm nay đầu tiên thì trước hết là xin cảm ơn cán bộ nhân viên của Viện Thẩm mỹ Viện Korea. Thực ra thì nói thật là tôi thấy được, có mấy cái điểm được là như này. Từ cái lúc mà vợ tôi làm cái nội trình này thì thực ra tôi thấy có mấy cái được. Cái được thứ nhất ấy là ngày xưa mà chưa làm ấy, nó tích mỡ rất là nhiều. Thế thực ra là mình cảm tưởng con người nó rất là nặng nề. Hai nữa là ngủ cảm giác nó cứ ly bì mà lại có cái bệnh này, kiểu như là bị nhiễm máu nhiễm mỡ, lại huyết áp cao. Vâng. Từ ngày mà nó giảm được độ mười mấy cân đấy thì thực ra tôi thấy là người nó nhẹ nhõm và nó rất tự tin trong cuộc sống. Hay nữa là bây giờ cảm giác là người nó cứ thư thái rồi, nó hoạt bát trong công việc, tự tin trong công việc. Xin cảm ơn Viện Thẩm mỹ. Tức là đến bây giờ là chị đã giảm được tới 13,5 kg. Và cái điều đặc biệt là anh vừa có chia sẻ với mọi người ấy, là khi mà chị ban đầu đến với Korea thì ngày xưa lúc nãy anh có nói rằng là chị rất là lười, ít vận động. Chị có nói là suốt ngày chỉ ngủ thôi, tối thì ăn xong là lên giường đi ngủ, mà chồng rủ đi tập thể dục cũng không đi, đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ thì sau khi giảm xong rồi thấy người nhẹ nhõm hơn, thì chị có chia sẻ là ở nhà bây giờ chị làm việc nhà, chị cũng cảm thấy là chị làm việc nhà nhiều hơn này, cảm thấy thoải mái hơn. Và vấn đề là bây giờ tối là chủ động rủ ông xã đi bộ tập thể dục, đúng không ạ? Tối đến mọi lần đấy thì mình cũng là ngủ rất là lười, tại vì là cái mình nó béo, cơ thể béo quá lười đi mà lười vận động. Trong khi đến bây giờ mà mình gầy đi rồi thì tối đến ăn cơm là cứ chủ động hai vợ chồng là đi dắt nhau đi tập thể dục, đi năng quăng cho nó khuây khỏa xong về mới đi ngủ. Khi mà làm giảm mỡ tại Korea thì chị có chia sẻ rằng là ngày trước ấy thì cứ một năm chị bị 1 đến 2 lần chị huyết áp của chị tăng lên và chị bị ngất, đúng không anh? Vâng. Anh và các con là cứ một năm là 2 lần đưa vợ đi cấp cứu. Đấy, cứ 2-3 lần là bố con rất là lo cái việc ở đấy. Từ ngày giảm cân đấy là không thấy có cái tình trạng đấy xảy ra. Tức là khi mà giảm cân đi là hoàn toàn không có bị tình trạng là phải đưa đi viện như thế nữa, đúng không ạ? Thì về vấn đề sức khỏe, chị đứng lên đi ạ. Thực ra về vấn đề sức khỏe chị ơi, đang cái bụng chị nào. Chứ cái váy đấy là cái phần gen này nó che mất cái eo của chị là gì đấy, phẳng lì luôn đây, giờ đẹp lắm rồi, nhỏ là hết sạch luôn đấy, hết sạch luôn đấy. Bây giờ là size gì hả chị? Mình bây giờ là đang mặc cái size L thôi. Rộng rộng em thấy là rộng luôn. Vâng, đây là giờ nó hơi rộng. Mà ngày trước thì là chị mặc size bao nhiêu? Ngày trước thì không thể kể size được ạ. Ngày trước không kể size.
Mà vấn đề là chỗ thì bây giờ của chị là chị cải thiện được cả cái vấn đề về máu nhiễm mỡ này và huyết áp của chị đều cải thiện tốt rồi. Bây giờ không còn cái hiện tượng mà cơ thể mà thỉnh thoảng lại bị ngất như thế nữa, đúng không ạ? Đó, cái quan trọng nhất thì là mình giảm được cái mà bị tăng huyết áp, là mình cái khởi đầu là mình rất là sướng đầu tiên, nhưng xong khi đó lại cơ thể đẹp như thế này là mình cũng rất là hài lòng. Có ép phỏng vấn anh được không chị? Đấy là anh có thể massage cho chị. Anh là người trực tiếp massage cho chị hàng ngày ở nhà. Anh ơi, anh thấy là cơ thể của chị trước và sau giảm béo thay đổi như nào anh? Thực ra đến lúc mà mình thấy lần đầu tiên mà chưa xuống đến đây, chưa giảm béo thì thực ra mình thấy cái thứ nhất là công việc là thì mình thấy nó trì trệ. Vâng. Làm cái gì thì nó cũng thấy ì ạch lắm mà thấy vất vả lắm. Thế như từ ngày mà giảm xuống đây xuống viện này giảm béo được hơn 1 kg thịt ấy thì thực ra thấy người nó tự tin trong cuộc sống giao tiếp, nói chung là mọi công việc nó rất là trôi chảy. Anh à, cụ thể cho em một câu chuyện được không? Ví dụ trước và sau nó thay đổi như nào, có một cái câu chuyện nào cụ thể được không ạ? Thay đổi thì chúng ta có cái câu chuyện thay đổi là như này. Mình chỉ thấy là trước kia ấy, thực ra là sáng ngủ dậy thậm chí chồng còn đạp cho cái hay vợ chồng cùng đi tập thể dục đấy, nhưng thực ra là thôi cứ ngủ ly bì đi, thậm chí là chồng đi tập thể dục về rồi nhưng cũng chẳng dậy. Vâng. Đấy, được đến bây giờ thì thực ra là giảm hơn 1 kg thịt. Bây giờ chồng lại có khi lại người là người hơn vợ. Vợ sáng đến giờ lại phải lôi chồng dậy để hai vợ chồng đi tập thể dục sáng. Vâng. Mình thấy là rất là giảm hơn 10 cân thịt, là mình thấy là rất là tuyệt vời. Anh có thấy là chị dạo này là vui vẻ yêu đời hơn, sung sính của đang, nào hơn? Đang là hai vợ chồng đang nói nhau là tôi thấy cô giảm mỡ đi mà chả thấy cái gì hơn, chỉ thấy hồi xuân hơn. Ngày xưa là được 69 cân là lúc cao điểm nhất. Mà lúc đấy tôi giao bán thì thực ra nói giá nó chẳng có cái giá gì cả. Thế nhưng bây giờ mà còn có 55-56 cân thì thấy giao bán cái giá nó nhiều giá. Nếu mà giá giờ, luôn. Bây giờ mà cho đấu giá là có khả năng mất ngay. Đây em bảo là chị xã nhà mình cũng rất là hài, rất là vui. Thực ra chị có nói rằng là khi mà chị đến với Korea thì anh cũng biết, nhưng mà anh chưa hề đưa chị xuống đây lần nào. Và đến bây giờ thì sau khi làm giảm mỡ đã giảm đến 10 mấy cân rồi, 13 cân rồi, thì bây giờ anh mới là người trực tiếp đưa chị xuống. Em cũng có nói rằng là chắc là cũng không phải là xuống để thăm các cô dưới này đâu, mà là đưa chị vợ đi không có sợ mất vợ, đúng không ạ? Sáng ngày thì anh bảo là ra là em xuống được từ này cân rồi, em cũng rất là vui, nhưng mà hôm nay để anh đưa đi một mọi lần là toàn em đi một mình với con thôi. Để anh hôm nay anh đưa đi xuống đây cho biết thứ nhất là địa điểm, với thứ hai nữa là xem cơ sở như thế nào mà để đạt được cái hiệu quả cao như vậy. Thế ngày đầu khi mà chị quyết định làm là anh có biết không ạ? Anh có biết, nhưng mà anh chỉ là ở nhà đi. Anh không đưa đi, chỉ là vâng. Mình chỉ đi với lại em gái với lại con gái mình thôi. Vâng. Và như hôm nay là đích thân là muốn là đưa vợ đi rồi. Hôm nay là muốn trực tiếp xuống đưa vợ đi để xem cơ sở vật chất và viện thẩm mỹ như thế nào, mà tại sao lại có thể giảm được cho vợ mình đến tận 10 mấy cân, đúng không? Thì có nghĩa là sau khi mà giảm cân xong là anh thấy cuộc sống của hai vợ chồng như thế nào anh? Đang chưa à? Đúng, hai vợ chồng như hai vợ chồng son ấy. Con cái lúc nào anh chả bảo là hai vợ chồng son. Được 3 đứa con, nhưng bây giờ các cháu một cháu ở dưới này học ở dưới này, nhưng còn hai cháu thì nó ở một cái nhà khác. Rồi bây giờ hai vợ chồng son phải nói thực ra là cái lúc mà chị chưa giảm cân thì mình cứ thấy ì ạch trong cuộc sống hai vợ chồng, mình thấy thiếu cái gì đó. Nhưng mà chị có giờ chị than phiền hoặc là chị buồn hoặc là chị tự ti về vóc dáng không, anh có thấy không ạ? Bây giờ thì tự ti lắm, nên như cái lúc mà béo về thì tôi thấy là thậm chí là chồng bảo đi đâu nữa, là thậm chí còn dùng cái gáy vào. Nhưng bây giờ nghe thấy sung phong lắm. Bây giờ tự tin hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Trước đây mà mình chưa làm giảm béo thì chắc chồng rủ đi cũng ngại, không muốn đi, không cảm thấy tự tin một chút nào. Thứ nhất là đi mình mất tự tin, cái thứ hai là đi mua quần áo mới nỗi khổ. Vâng. Không có sai nào luôn. Không có sai nào luôn. Không có sai nào luôn à chị? Thế tủ quần áo của chị toàn màu đen à? Toàn may hết ạ. À toàn may hết ạ. Chọn những cái màu tối thôi để mặc cho nó gọi là đỡ to. Thế cái cô thợ may mà may cho chị bây giờ thấy có, chắc là cô cũng là người mà thấy cái sự thay đổi nhất của vóc dáng chị. Hôm mình đi qua mình tạt vào chị còn không nhận ra luôn ấy. Không nhận ra chị luôn. Không nhận ra luôn. Đấy, cái quá trình mà làm của chị như vậy là cả một cái quá trình mà thay đổi rất nhiều, và điều này cũng phải là phải cảm ơn anh xã chị ấy. Dạ, ngày chị khó rất là đúng là cái ban đầu thì vợ em đi giảm béo, thì thực ra đến lúc trong đang đến lộ trình thì thực ra là giảm được 10 cân. Mình lấy sức khỏe thì nó không vấn đề gì, nhưng mình cứ thường xuyên phải dục vợ đi kiểm tra, ra bệnh viện để lo kiểm tra sức khỏe. Sợ mình đang này mà lại cấy cái hóa chất, chẳng hạn là có cái gì tính đó chất. Nó ảnh hưởng sức khỏe, nên thường xuyên phải bắt vợ đi kiểm tra. Thế chị rất đi may là
từ cái giảm béo đấy mà nó lại đỡ được cả cái mỡ nhiễm máu này, vâng. Rồi lại gan nhiễm mỡ này, hai nữa là huyết áp cao này, vâng. Những cái đấy tự nhiên nó lại biến hết đâu mất đấy, tự nhiên là giảm cân nó lại biến hết những cái đấy đi thì mình thật ra là nói thật là rất là quý, tức là gì đó. Tuyệt vời. Anh nhà anh chị là ở đâu đấy ạ? Bắc Ninh. Anh chị là ở về trên Sóc Sơn. À Sóc Sơn, em là cho em về Sóc Sơn quay được không ạ? Về nhà anh chị quay. Nhớ chị. Từ đây đến đấy là hơi xa. Không, bọn em còn về hẳn Lào Cai, thứ tư này bọn em đi hẳn Lào Cai. Thì là thế thì hôm nào cho bọn em về Sóc Sơn nhé, em phỏng vấn mọi người ở đấy được không ạ? Hôm dở cái livestream của Nguyên Nhật về, vâng. Về anh kia là về ở trên chỗ Thái Nguyên. Anh đâu, anh ở Thái Nguyên luôn. Nguyên từ chỗ Thái Nguyên lên cho mình tạm vào, nó cũng qua cái chỗ lộ trình Sóc Sơn được chỉ tầm mấy cây thôi. Vâng, à, thế thì cũng gần mà. Đúng rồi, núi đôi, nếu ai lên núi đôi rồi thì chị giảm bao nhiêu cân nhỉ? 13,5 cân. 13,5 cân là một vòng là chị giảm bao nhiêu rồi chị? Một vòng centimet hoặc bụng thì nhiều lắm, không nhớ được. Tại vì là bụng của chị to lắm, ban đầu là lên hơn 100 cm cơ. Bây giờ vòng eo hiện tại bây giờ chắc chỉ còn có 8 mấy thôi. Lúc đầu thì đi giảm mỡ thì các ông xã thì luôn là ngăn cản, nhưng bây giờ khi đã giảm được câu thì ông xã còn phấn khởi hơn cả vòng. Như thế là vui rồi. Cảm ơn chị rất nhiều nhá. Và chắc chắn là sẽ hẹn gặp anh chị một sau buổi gần đây nhất. Ừ, gần sau tuần về nhà anh chị. Về tận nhà anh chị để chia sẻ về cái quá trình làm giảm mỡ của anh chị tại đây. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Việt Nam. Chị ơi, anh chị là ở cụ thể chị chỗ nào Sóc Sơn ạ? Thôn Tăng Long, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn. Thôn Tăng Long, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Nội. Vâng. Nếu mà có nhiều khách hàng ấy mà quan tâm đến lịch trình bên em có thể inbox để chị tư vấn rồi, thì họ còn lan tăn thì có thể inbox để hỏi họ. Muốn kiểu xác minh là đây chính là khách hàng chứ không phải là người ở đâu đến được không ạ? Đúng rồi. Chắc là Bác Nguyên cũng cảnh báo với mọi người về những cái trường hợp mạo danh. Thực ra hiện tại bây giờ viện thẩm mỹ Korea cũng có rất nhiều viện thẩm mỹ mà họ cũng na ná làm rất gần giống Korea, đúng không chị? Chị có thấy là trên Facebook của mình có rất nhiều viện thẩm mỹ gần giống na ná Korea, và họ lấy cái danh và thương hiệu của Korea và cũng làm như vậy, nhưng về chi phí người ta rẻ hơn. Vấn đề là cái đảm bảo người ta không có đảm bảo về chất lượng, cho nên là nhưng mà chị đã bị gặp cái trường hợp chị đã có ai còn à, mình không, tại vì khi mà mình tham khảo bên Korea thì mình sẽ xuống đây buổi gặp lần đầu tiên luôn, chứ mình cũng quyết định là làm đây luôn, chứ quyết định làm luôn, chứ không tham khảo nhiều nơi. Đến em gái mình sát ngay cổng này mà cũng hôm nay cũng là đến đây để làm, tức là hôm đầu tiên khi chị xuống là em gái chị đi cùng và đưa chị gái ra làm chuẩn bệnh. Thế như bây giờ thì chị gái thành công rồi, là em gái ngày hôm nay là đưa chị xuống làm luôn đấy. Đến trực tiếp viện thẩm mỹ Korea là em gái làm luôn đấy. Cảm ơn chị rất là nhiều, em cảm ơn anh chị nhá. Chắc là bên em chỉ có hai cơ sở cơ bản. Dạ. Hiện tại thì viện thẩm mỹ Korea chỉ có hai cơ sở duy nhất, đó là cơ sở số 1 số 99 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, và cơ sở số 2 là cơ sở số 1 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Để các chị nếu như có quan tâm có thể inbox trực tiếp hoặc gọi trực tiếp đến số hotline của Korea số 0911859999 để được các chuyên gia thăm khám tư vấn trực tiếp, và chắc chắn là nên cố gắng chú ý để khỏi bị nhầm lẫn. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh chị ạ.